Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu mặt trăng này, sao thổ. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé.
là chỉ 7 phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.